bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Việc bổ sung clip nhầu ở giữa sân cũng sẽ giúp cho các cầu thủ của hội tụ tự tin hơn. Ở bóng rất cao! Một đều dành cho Vũ Hải Sản, và đó là câu trả lời đến từ danh ma. Ngay sau khi hội tụ có câu hỏi thì Vũ Hải Sản đáp lại bằng một câu trả lời. Một đều. Từ điều kiện sân bãi đến điều kiện ánh sáng, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Đó là giá trị của ngôi sao đang thi đấu cho đội trẻ Việt Phương Đông. Dũng Lê Mà đã lên tiếng. Và dứt điểm qua hay của Dũng Lê Mà, một đường chuyền dài đến từ Vũ Thủ. Pha đánh đầu không cho Nhất Chelsea một cơ hội nào cả. 2-0 cho Golden. Quả bóng tìm tới xả ngang, đây là cơ hội. Và tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ Vũ Hải Sản. Cú đúp đến từ danh ma. Nhưng công lớn nhất cho bàn thắng vừa rồi của FC Vũ Hải Sản phải dành cho công sao một pha giật vọt qua. 2-1. Ngay sau khi cao thủ hội tụ bỏ lỡ cơ hội ăn bàn 10-10 thì họ lại nhận một bàn thua ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Tỷ số đang tạm thời là 2-1. Huy Triệu đang mất hút ngày hôm nay trong hiệp 2. Hiệp 1 anh để lại một siêu phẩm. Rất điểm, đó là bàn thắng thứ 3. Công sao đã ghi bàn. 3-1 cho Vũ Hải Sản. Màn ăn mừng thật sự là rất bắt mắt đến từ công sao. Tỷ số là 3-1 cho Vũ Hải Sản. Rất nguy hiểm, đó là bàn thắng cơ rút ngắn cách biệt. Và ghi bàn đến từ Howard. Một pha bắt vô lề bóng trống rất hay. Các cầu thủ bên phía FC Lavi thay người. Văn Thưởng rời sân và Văn Thuận được tung vào sân. Và bắt vô lề bóng qua. Tỷ số dù ăn thua là 1-3. Trận đấu sẽ hay hơn với bàn thắng vừa rồi của cá nhân Hậu Bót. Và chạm bóng vừa rồi là của Chris Nhầu. Rất nguy hiểm, đó là siêu phẩm. Đó là siêu phẩm đến từ Huy Triệu. Quá đẳng cấp. Một tình huống dứt điểm có lẽ là làm bất ngờ và sững sờ toàn bộ khán giả trên sân Hải Nam. Có thể đó là một pha bóng mà chính Huy Triệu cũng không nghĩ bàn thắng sẽ đến với mình. 1-0. Đẳng cấp. Đẳng cấp của một ngôi sao đã lên tiếng. Một pha dứt điểm qua hay. Một thế trận cân bằng nhưng đã được cụ thể hóa bằng một khoảnh khắc của một ngôi sao. Và đó là cá nhân đã được nhắc đến rất nhiều, Huy Triệu.